tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Minh Hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương di dời, sơ tán toàn bộ 40 hộ dân dưới chân đồi cây sường đến nơi an toàn khi có mưa lũ, đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung. Bên cạnh đó, duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, sạt lở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, hướng dẫn cho người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp công trình hoặc thi công công trình phù hợp nhằm xử lý dứt điểm nguy cơ sạt lở tại khu vực, sớm ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân.